Hi, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ bắt con bọ ngựa nghịch ngu các bác. Con bọ ngựa này nhìn đạo này. Con bọ ngựa thì các bác nhìn thấy không? Ban đêm em đi soi đêm ấy. Bắt con bọ ngựa nghịch phát. Con bọ ngựa nhìn này, độc lạ này các bác. Một con bọ ngựa nhìn này, độc lạ này. Các bác nhìn thấy không? Ghê mà bác. Đó, bắt con bọ ngựa. Nhìn này, lạ không? Con bọ ngựa, nhìn mắt to. Mũi vào chân, tay vậy tay em, nó bổ vào tay em, đau chân này. Ây, đúng không nhìn nào. Cầm cái cánh của nó ấy. Ôi, mổ tay rồi, đau chưa các bác? Đau chưa? Ôi. Đau.